Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, thời gian tới, Đồng Nai sẽ tập trung xây dựng chuỗi chăn nuôi gia cầm xuất khẩu gắn với hình thành các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo chuẩn quốc tế. Chuỗi này do một tập đoàn chăn nuôi đầu tư có quy mô lớn, liên kết nhiều tỉnh thành trong vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đồng Nai cũng sẽ xây dựng vùng an toàn dịch bệnh xuất khẩu heo sống sang thị trường lớn Trung Quốc. Năm 2024, tỉnh đã chọn hai vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.